Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video ngắn về Agi. Mình sẽ chia sẻ những cái trang bị và một số vị tướng khắc chế vị tướng sát thủ Agi nha. Thì đầu tiên thì Agi là một vị tướng á, cái khả năng hồi phục tốt, độ cơ động rất là cao và cái khả năng ám sát mục tiêu cũng rất là tốt nha mọi người. Thì để mình làm khắc chế vị tướng này á, thì đầu tiên nếu mà mọi người thấy cái khả năng hồi phục của vị tướng Agi tốt á, khi mà mình chơi khi đối đầu với Agi á, thì nếu mà mọi người là đấu sĩ thì mọi người cái lên cái đao chi hồn nha, để mà làm giảm khả năng hồi máu. Còn pháp sư thì mình lên sát chi hồn. Còn nếu mà Agi mà lên cái trang bị mà tăng á mọi người, thì mọi người phải lên cho mình sát thương, chính là cái thương Loginus và cái phước hợp kiếm, để tăng cái khả năng sát thương khi mà đối đầu với Agi nha. Và rất trong một số trường hợp á mọi người, Agi cần đánh thường á, để mà tích cái nội tại, tích nội tại đánh thường mọi người, thì mọi người là đấu sĩ hay là đã đòn trả thủ á, thì mọi người hãy lên hai cái món này để làm giảm cái tốc đánh cho vị tướng này nha, chính là cái khiên quyền thoại và cái khiên tốc truyền á mọi người, để mà làm giảm tốc đánh, tốc chạy của Agi nha. Còn nếu mình là một vị tướng AD, một vị tướng chủ lực của team, thì muốn khống chế được cái vị tướng này á, thì mọi người chia sẻ mọi người nha, có ba món thủ hết nha. Đây là cây ghiều và cái áo tròn. Thì cây ghiều thì có thể dùng cho AD hoặc là đấu sĩ, còn áo tròn này đa phần là cũng AD và đấu sĩ luôn, để mà khắc chế vị tướng này, cái khả năng ám sát của vị tướng Agi nha. Còn về vị tướng phép á, thì mình sẽ lên cái trượng băng. Thì đây là ba món để mà khắc chế Agi, để tắt không cho Agi ám sát mình đó mọi người, đồng thời cũng là làm chậm cái khả năng di chuyển của Agi khi mà đánh trúng mục tiêu. Còn nếu mà mọi người chơi á, khi mà chập Agi, mọi người đi solo với Agi, thì mọi người đừng nên chọn ba vị tướng này. Thứ nhất đó chính là Omen, thứ hai là Zephy, thứ ba chính là Goshi. Thì ba vị tướng này á, là nó không có hợp với khi mà solo với Agi, nó bị khắc chế Agi với mọi người, nên là mình sẽ bị thiệt thòi hơn. Còn nếu mà mọi người chơi muốn tốt khi mà solo với Agi á, thì mọi người hãy chọn cho mình ba vị tướng này. Thứ nhất đó chính là vị tướng Yuka, vị tướng Yuka nha mọi người. Thứ hai đó chính là vị tướng Malak, và thứ ba đó chính là vị tướng Skirt, hay là Skirt đó mọi người, mình hay gọi là Sku á, Skirt nha. Thì ba cái vị tướng này để mà mình khắc chế Agi, mình sẽ chọn một trong ba vị tướng này mà mình đi solo với Agi nha mọi người. Thì đây là một số mình chia sẻ về cái trang bị cũng như là cái những vị tướng mà khắc chế Agi chơi trong liên quân nha. Thì cái video ngắn của mình đến đây là kết thúc nha, tại vì mình sẽ làm những video ngắn, mình nói nhanh để cho mọi người đỡ tốn thời gian thôi. Thì mọi người có muốn làm về ngọc hay là những cái trang bị khắc chế vị tướng nào á, thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Mình xin chào tất cả mọi người.